32 km địa đạo. Bây giờ thì không còn nguyên nữa, nhưng mà những cái phần còn lại đủ để các bạn có thể trải nghiệm. Xin mời. Rất cảm ơn anh. Anh có thể giới thiệu về mình một chút được không? Dạ, cảm ơn các anh chị. Xin được giới thiệu với các anh chị là tôi là Huỳnh Kim, quản lý cái khu di tích này, đồng thời là cũng của người con của quê hương xã Kỳ Anh ngày xưa. Dạ. Đây là người con của quê hương xã Kỳ Anh. Và các bạn đã biết rằng trên kênh Uyên Uyên Việt Nam có một số bài đăng của nhà văn Phạm Thông, cũng là người con của vùng đất Tam Kỳ này. Đúng rồi ạ, Tam Kỳ. Thì xã Kỳ Anh nổi lên với một cái tên, một cái địa danh bằng những cái tấm gương dũng cảm và những cái cuộc chiến cũng như là cuộc sống chen giữa chiến đấu và sinh hoạt rất khốc liệt. Thì hẳn là các bạn không quên những con người cụ thể, những nhân vật của ông Phạm Thông. Và nhân đây thì chúng ta sẽ cùng tìm hiểu xem sao. Thưa anh, qua câu chuyện hồn nhiên cách mạng của tác giả Phạm Thông thì tôi được biết đến một người con dân của Kỳ Anh. Ông bị bắt và bị đem cho vào bao để dìm xuống dưới nước sông hay biển gì đó. Và ông đã cơ may sống sót là cái bao nó đã buộc ra, nó buộc cái dây ra và ông tự sống quay trở về. Lần thứ hai bị bắt thì cái kẻ ác ôn đấy dí súng vào đầu để bắn, nhưng mà cạch đạn không nổ. Và ông ta cũng có một cái tâm linh, ông ta cho rằng ông này số không chết và ông ấy tha, không cho chết nữa. Nhưng rồi cuối cùng người con đó của Kỳ Anh cũng hy sinh trong một cuộc chiến khác. Thì anh có thể nói thêm, anh có biết gì về người này và anh có thể nói thêm về họ được không thưa anh? Xin được báo cáo là tôi là không biết nhiều lắm, cho nên cái này là cái câu chuyện thì có nghe nói nhưng mà biết chính xác thực là không chưa gặp. Yeah. Ông người chiến sĩ đấy thì đã hy sinh rồi cho nên tất nhiên là anh không gặp được. Dạ vâng. Chứ còn ở trong chiến tranh ấy thì những người cách mạng qua cổng là chuyện đó là bình thường. Bởi vì trong chiến tranh là kẻ địch là nó có cái chính sách là bán lầm còn hơn bỏ sót. Cho nên là nó nghi ngờ là những người có cái tham gia với cách mạng, có cái quan hệ ít nhiều với cách mạng là nó sẽ tiêu diệt. Trong cái giai đoạn của Mỹ Diệm là nó dùng bao thì nó bỏ xuống đó, nó đưa xuống sông. Như ở cái Quảng Nam mình là nó đưa xuống đập Bình Trinh cũng rất nhiều. Còn là sau đó thì thường thường là ngày xưa là tiêu diệt cái cách mạng mà ở nông thôn nhiều nhất là kêu là cái hội đồng nhân dân xã. Ngày xưa là của cái xã là có hội đồng lớn lắm, cho nên cái hội đồng là nó quyết định giết ai là nó giết. Còn những người làm lính thì họ ưng bán bừa thôi, chứ ngày xưa là không có cái pháp luật như bây giờ. Cho nên là những người đi lính, những cái hội đồng ngày xưa là nó cho tiêu diệt gia đình nào tiêu diệt, rồi là nó cho tiêu diệt ai là nó tiêu diệt. Cho nên là ngày xưa là trong chiến tranh là cái pháp luật nó không xuống tận đến cái nông thôn. Cho nên lúc đó là những người bên kia chiến tuyến là họ làm bừa, cho nên những người dân vô tội và những người chiến sĩ cách mạng là chết rất nhiều. Là một người quản lý cái di tích này thì hẳn là anh cũng phải biết rất là nhiều về truyền thống của cái địa phương mình. Anh có thể kể về một người mà anh biết cụ thể cuộc đời cũng như là cái tham gia hoạt động cách mạng và cái đóng góp với địa phương này được không thưa anh? Dạ, xin được giới thiệu là ở đây là tham gia cách mạng mà đóng góp là rất nhiều lắm. Nhưng mà có một cái trường hợp như thế này mà ở cái xã Kỳ Anh này mà vẫn còn ghi nhớ mãi là năm 1965 đến 67, sau khi mà cái hệ thống địa đạo Kỳ Anh này mà nó đã hoàn thành rồi thì gây cho địch nhiều cái thiệt hại, và địch nó cũng không biết làm như thế nào để tiêu diệt của cái lực lượng của du kích bộ đội ở trên cái địa bàn xã Kỳ Anh này, là nó chuyển qua tập kích bằng cái máy bay, tức là nó dùng cái cảm ứng nhiệt á, nó rải dập hết các cái đường làng ngõ xóm, kể cái địa bàn rừng rậm rồi là nó rải hết. Khi mà bộ đội du kích của chúng ta mà chuyển cái đội hình đi trên những cái bãi trống đó thì cái máy cảm nhiệt này nó phát về trung tâm và nó đưa máy bay nó tới nó tập kích. Thì cái lúc bây giờ là cái đoàn bộ xã Kỳ Anh đó là mới chỉ đạo cho cái xã đội là tìm cái cách nào đó để mà phá vỡ cái chiến thuật của thằng địch này. Thì hai đồng chí là đồng chí Thành lúc bây giờ là làm là phó xã đội của xã Kỳ Anh, và một đồng chí du kích là đồng chí Châu Bá. Hai đồng chí này là nhận cái nhiệm vụ là
thực hiện cái nhiệm vụ là sẽ đánh cái chiến thuật của thằng địch này. Thì hai đồng chí này là một buổi chiều của cái tháng 5, thì hai đồng chí này ra cái bãi trống giữa cái đồng giót ba thôn là thôn Vĩnh Bình, thôn Tân Thái và thôn Thạch Tăng. Thì ra cái này là hai đồng chí này cố tình để cho cái cảm ứng nhiệt địch nó phát hiện. Khi mà cảm ứng nhiệt mà địch phát hiện xong rồi là hai đồng chí này luồn lách từ bụi rậm này đến bụi rậm khác. Liên tục là khi mà đồng chí dừng lại dưới cái bụi rậm của một cái cây trăm. Cái trống tâm là nó chắc khi mà máy bay nó quật là nó ít ly trống thì sẵn sàng súng, sẵn sàng nhỏ đạn. Và máy bay của thằng địch nó tối nó ra từ cái bụi này đến cái bụi kia, mà khi đến cái bụi mà hai đồng chí này phục thì hai đồng chí này nhỏ đạn ngay vô buồng lái và máy bay địch rách xuống, và hai đồng chí này theo cái đường địa đạo về tại cái địa bàn xã Kỳ Anh này. Đúng là một câu chuyện rất là thú vị. Không những dũng cảm mà còn phải rất là mưu trí nữa. Vâng, hai người chiến sĩ, hai người con đó của Kỳ Anh thì hiện nay có còn sống không? Dạ, thưa anh? Sau đó hai người này là đi chiến đấu nhiều trận và đã hy sinh rồi. Khi mà cái trận đó xong rồi, hai đồng chí này được phong tặng là dũng sĩ bắn máy bay. Dạ, ở đây thì tôi nói lên cái tính vừa là dũng cảm vừa là cái mưu trí của cái quân dân du kích xã Kỳ Anh lúc bây giờ. Dạ. Vũ khí mà các anh ấy dùng để bắn máy bay là gì anh? Dạ, hồi đó là súng AK và cái súng AR-15 mà mình thu được của địch. Tức là với cái súng bắn bộ binh, những người du kích của Kỳ Anh đã bắn rơi máy bay. Thật ra thì đây là một câu chuyện mà tôi thì chưa được đọc, và tôi nghĩ rằng cũng rất là nhiều người chưa đọc. Và tôi còn nghĩ rằng nhiều khả năng là các nhà văn của chúng ta không biết để mà ghi vào. Có lẽ nó chỉ nằm ở trong lịch sử của địa phương thôi. Địa phương xã thì chắc chắn, huyện thì có thể, nhưng thành phố và tỉnh thì tôi cũng không chắc lắm. Nhưng đó là một câu chuyện mà chỉ khi về đến đây, qua người dân ở đây thì chúng ta mới biết được. Và tôi tin rằng đi khắp miền Nam này, mỗi ngôi làng là một chiến lũy và mỗi người dân Việt Nam là một dũng sĩ. Mời các bạn hãy tiếp tục cuộc hành trình cùng với Uyên Uyên Việt Nam. Xin cảm ơn anh. Dạ, xin chào. Dạ. Xin cảm ơn. Trong những người dân của địa phương đến đây thì tôi thấy có một thanh niên rất là trẻ. Anh đứng nghe và theo dõi, quan sát chúng tôi với một cái khuôn mặt khá biểu cảm. Và tôi cũng rất là muốn biết anh là ai. Xin chào con. Vâng, với tuổi này thì rất là trẻ và tôi cũng có thể gọi là con được. Con có thể cho biết là khi nghe câu chuyện này thì đã liên quan hay liên tưởng con nghĩ đến một cái chuyện gì mà trông con rất là bần thần được không? Dạ, mỗi lần nhắc đến về phân trò mà chiến tranh thì cháu là người con của quê hương Tung Thang. Gia đình được sinh ra và lớn lên như một gia đình cách mạng và có nhiều bác và đã hy sinh. Mình nào là mẹ Việt Nam anh hùng. Thì trong quá trình năm 1964 được khi lớn lên thì khi ba cháu được kể lại thì năm 1964 là gia đình mình nào có hai người con là liệt sĩ. Là khi bị lộ, cách mạng đã bị lộ thì danh sách đã lên, thì khi mà tất cả các những người sắp hòn ra để mà bán, trong khi về hai bà nợ một lớp mà hai người hy sinh thì bà nợ đó là rất là đau lòng và không biết là nặng đau sốc như thế nào. Nhưng mà khi đến 1950 là mốt thứ 10 là một người khi mà đi bắt lính đi phục vụ cho quốc gia. Nhưng mà với góc độ mà nằm đòn yếu nước thì bác đã phục vụ cho cách mạng. Người ta nói là ăn cơm quốc gia, làm mơ cộng sản. Trong quá trình phục vụ cách mạng thì trước sau gì cũng bị lộ, trước sau gì cũng bị lộ. Đó là điều tất nhiên, nhưng mà vẫn là phục vụ để tham gia phong trào để giữ hòa bình. Khi mà cuối cùng sẽ bị lộ, mà câu chuyện đó phải đến lúc sẽ bị lộ. Và khi mà bác về nhà, để là mở lần bác nhờ bác đem được đoạn gì đó phục vụ cách mạng. Hôm đó là bác cũng về nhờ khi mà bị lộ thì bác cảnh sát đặc biệt bô vai hết cái vùng xung quanh nhà của cháu, bóng nợ cháu. Và đến lúc đó là khi mà tên cảnh sát giờ là mê dĩ hình đó là cây bác ra là về cứ có chuyện, nhưng mà mục đích là để thủ tiêu. Khi bóc ra bóc cũng sẽ biết, bóc biết rồi, nhưng mà bóc khi mà bóc ra bóc rút của quả đoạn là M26. Sang khi ra, khi
khi bước chân ra ngò mơ hàng rộ, tên cảnh sát này rất lanh. Khi mà bắt một đàn binh là bán ngay liền, chứ không lại là bóc quan được đoàn. Khi bắt đàn binh bán ngay cho vô bóng đá, chính xác bóng đá. Khi đó bóc đã ngõ người ra, mà cổ đoạn nó rút chót sẵn rồi. Khi nó nổ một cổ đoạn 10-16 ra, gian toàn là thịt của bóc, nó gian đầy người toàn xung quanh rất mảnh vườn. Mảnh vườn một tăng đá cảnh sát, tên cảnh sát đó là mỹ hình cục một bàn tay. Một bàn tay, khi mà còn ông nợ bị thương một mí mắt, còn bà nợ tất cả tất mọi người rất là hoảng loạn, và nhiều bà con đã nắm từng nắm thịt để mà con dắt vô một con tè đó, là rất là không rất là đau lòng. Mà đến giờ xa đây 2015 mới đây, cách đây 2 năm cháu đồ vô bệnh viện đây, trước ngày là cháu không biết mấy hình làm bo có cháu là cho gà ấy làm gặp tới những người ái thợ gặp bo cháu thì thường gặp rồi ái đồ, nhưng mà cháu thật sự biết mấy hình năm 2015 khi mà ông nhập viện. Và cháu muốn coi là cái ấy có tai hay cái cục không, của nhiên là không xe. 2015 là ông bị một cái bệnh ung thư, nhưng mà cái tai của ông là con coi là thực sự là chính thức là con đầu lần đầu tiên con gặp ông mây hình, là kể về sự tích của ông bốc mười cháu là đã hy sinh năm 1932 đó, là con thấy là cũng động những người mà cống hiến rất tất cả, nhưng do đó là những người mà có công có ơn với cách mạng được nhà nước thì quan tâm hỗ trợ cho họ để là một phần nào đó đóng góp cho họ hy sinh mất mốc những người mà trong cuộc chiến tranh. Do đó thì cũng mong nhà nước quan tâm những người mà thôn do kháng chiến trong Pháp, trong Mỹ, hỗ trợ cho nó một phần để nhà nước quan tâm xây dựng cuộc đóng họ ổn định hơn. Cho cô hỏi cái người mà bị cụt tay đó là lúc nãy con nói là cảnh sát bên kia chứ phải không? Cảnh sát đặc biệt của Ngụy. Thế sau đấy ông ấy vẫn sống ở đây à? Dạ, sống vẫn. Ông là người ở chính xác là xã Bình Nôn, nhưng là người Nam Toát. Bây giờ vẫn còn là không biết chết chưa, nhưng mà 2015 cháu lại gặp trực tiếp ông ở tâm viện Bộ Đa Khoa tỉnh Quảng Nam. Và câu chuyện mà con vừa kể đấy chính là ông kể cho con nghe à? Không, do trước tiên là ông bà nào con kể ba con, và ba con là kể là con, nhưng mà ba con cũng thờ trong đó, nhưng mà không có trực tiếp trong là người trực tiếp chứng kiến cái cảnh đó. Nhưng mà ông nào và bà nào con là người trực tiếp chứng kiến cái cảnh đó. Và ông nào con xa đi khi mắc bà nào mắc phan về lại nôn hùng cùng là ba liệt sĩ, còn ông nào mắc năm gì như ba, và có hai người là được tặng huy chương độc lập rồi huân chương. Vâng, những cái câu chuyện như vậy thì có thể gặp rất là nhiều ở đây. Và người gây ra cái cảnh đó thì vẫn cùng chung sống với chúng ta, để thấy rằng trong suốt cái cuộc hành trình này, Uy Nguyên Việt Nam đã gặp rất là nhiều những câu chuyện, để thấy rằng lòng người dân Việt Nam hay là chính sách, chủ trương đường lối của Đảng Cộng sản Việt Nam và chính quyền Việt Nam bây giờ hoàn toàn phù hợp với lòng người dân địa phương. Và các làng xóm của chúng ta vẫn sống một cách yên bình, hòa thuận. Và cháu bé đây, người có một cái, ta có thể gọi là một mối thù, đã gặp người gây ra một cái chết đau thương, một cái gọi là chết không toàn thây cho người bác ruột của mình. Và ta sẽ xem em nghĩ gì. Khi gặp cái người cảnh sát cụt tay đó thì cháu nghĩ thế nào mà cháu tìm đến gặp người ta? Dạ, cháu vô tình, cháu cũng là một người vô tình thôi. Vô tình gặp đến bệnh viện là nuôi ba đang đau, thì vô tình gặp bác mấy hình. Nói chung là mình gặp không phải là mình gì, mình mất thù ngày xưa nữa. Mình gặp thì hỏi tại sao là ngày xưa bác là theo con đường đó, và chắc chắn con đường đó đã mang lại hạnh phúc cho toàn dân tộc mình hay không. Đó, thì lúc đó bác cũng dò rồi là cũng không nhớ gì nữa, thì cũng hỏi rồi người thân nữa. Nói chung là bây giờ là cuộc sống của bác là khi mà bác đã hứa hẹn là chuyện đó qua tất cả rồi. Nếu mà biết trước mà con đường độc lập hạt ấy thì bác cùng đoàn toàn quân toàn dân ra để chống giặc, nhưng mà con đường lại khó. Một chắc là cháu nghĩ là vì hoàn cảnh gia đình ép buộc những vợ con của cháu là cháu phải đi con đường này hoặc đi con đường không đi con đường kia, thì rất nhiều lý do mà họ chưa chắc thể nói được và không thể nhớ là được để nói được. Đó là cháu hơi nghĩ như vậy. Khi mà cháu hỏi như vậy thì bác ấy trả lời như nào? Dạ, lúc đó thì nói chung là
không thể là lúc đó con bệnh của bác đa bố theo nữa, là ngày xưa là bác không rất là bây giờ là tuổi quá lớn rồi. Khi mà hắn tuổi đến với hồi năm 1972 là lúc đó là bác cũng già rồi, nhưng mà sau của hơn 40 năm thì bác cũng khoảng trên tới mấy tuổi rồi. Là con, những cái ốc mộng đó rồi không biết rồi bác có còn nhớ hay không, là hắn nhiều người quá ha sao đó. Và trước kia ngài là cảnh sát đặc biệt, là một dọn như là bây giờ là trước kia giống y là biệt động Sài Gòn của mình đó. Hắn là rất đặc biệt chứ không phải là những người mà ưu tú bây giờ cảnh sát đặc biệt. Nó là Rất là cảm ơn. Con có thể giới thiệu tên của mình được không? Con là Phan Bùi Thanh Tăng, là thế hệ trẻ của xã Tâm Thang, để tìm hiểu những về lịch sử cách mạng và trong đó có truyền thống có gia đình của cháu. Rất là cảm ơn Thanh Tân. Một cái tên mà cũng rất là phù hợp với cái ngoại hình của em. Xin cảm ơn.